ở trên kia. Có hai con nữa. Đây là dãy Himalaya. Nhưng mà ở trên độ cao này á vẫn có người sinh sống. Đó, nhìn ra đằng kia, ở chỗ núi đó có rất nhiều người, thấy không? Có rất nhiều ngôi nhà. Ở đây là người ta bán đồ á. Bán khăn choàng á. Lấy khăn choàng đây. Quấn lên người. Sau lưng bạn cũng vậy. Ha, đây. Đây là những cái cổ đồ cổ mà người ta bán nè. Còn hồi về chắc mình cũng phải mua mấy cái đồ này ha. Về làm kỷ niệm. Wow. Đây là những người dân ở đây. Bán đồ vui mừng nè. Ở đây bán rất là nhiều đồ lưu niệm cho du khách. Mình tới nhìn lôi có mỗi mình là người Việt Nam. Còn lại là những người nước ngoài rất là nhiều. Việt Nam thì chắc có mỗi mình Thịnh ở đây thôi. Vậy khi người ta hỏi là hỏi mình ở đâu tới, qua dọc qua mình nè. Đó tôi là người Việt Nam. Tôi ở Việt Nam tới ở Việt Nam à. Việt Nam. Việt Nam good. Mà không biết là họ có biết Việt Nam là ở đâu không. Đồ lưu niệm là không giờ. Bây giờ mình đi qua nhà bên kia, từ phố bên kia. Ok. Một lát nữa mình sẽ nói chuyện tiếp. Bye bye các bạn. Ok.